Vâng, xin kính chào tất cả quý bà con đã quay trở lại video của chúng ta ngày hôm nay. Bữa nay mình nói về cái khoảng cách trồng mít ruột đỏ nha bà con nha. Trước khi nói về cái khoảng cách trồng thì hôm nay cũng xin góp ý với bà con chúng ta chút xíu. Trời bước vào mùa mưa rồi, bà con chúng ta cũng nên cột cành đồ này nọ nha, không để nó như thế này nha bà con. Đó, trái cây này nó dày mà hai trái nó cũng bành kỳ luôn, mà cái cây này là giống như là thần tốc luôn á, kiểu nó banh ra như phượng hoàng múa lửa. Rồi bà con chúng ta có thể hình dung cái khoảng cách trồng để bà con chúng ta nắm được cái quy cách trồng khi mà chúng ta lên clip chúng ta trồng cây nó như thế nào. Thì bà con chúng ta có thể nhìn thấy rằng là cái khoảng cách từ bên này qua bên này là cái khoảng cách 4m nha bà con nha. Và cái cây cách cây, hiện tại cây cách cây này, cây này bà con, cái cây này cách cái cây này là 4m. Cây này là cách cây này 4m, là bà con chúng ta có thể hình dung ha. Và hàng cách hàng là 4m, cây cách cây là 4m. Đấy, bà con thấy là 2 năm trời rồi, cây nó vượng nó 2 năm rồi mà nó giao tán hết trơn rồi bà con. Nó giao tán hết trơn rồi. Nên khoảng cách 4m á, là cái đây là một cái cơ bản đây, thường thường là cái gọi là cái tiêu chuẩn thôi. Chứ nếu như mà đất bà con rộng hơn chút xíu á, đây từ cây này, đây bà con, cây này tới cây này nè, đấy bà con chúng ta xem nè, từ cây này tới cây này là bao nhiêu mét? 4m. Hàng cách hàng là bao nhiêu bà con? Hàng cách hàng là 4m. Đó, thì nó sẽ đều bon như vậy. Đã, bà con chúng ta để tưởng tượng là cái vườn này là 2 năm rồi nha bà con nha. Vườn này 2 năm rồi. Và bắt đầu nó giao tán với nhau rồi nè bà con. Nó giao tán với nhau rồi. Cái khoảng cách này là khoảng cách tối thiểu. Nhiều trước đây á, là có nhiều bà con trồng là 3m rưỡi x 3m rưỡi. Có thậm chí có những vườn trồng 3m x 3m. Tuy nhiên là nó rất là dễ nhanh giao cái tàn. Cây mới có 2 năm thôi bà con, thì nó giao tàn như thế này. Thì bà con chúng ta thấy rằng là nó hơi khít, nó hơi gần quá. Em quay xa xa chút xíu đây, xa xa đấy, tưởng tượng cho bà con chúng ta. Mới nãy là cây cách hàng cách hàng, thì bây giờ cây cách cây. Thì bà con chúng ta thấy này, này bà con ha, bà con chúng ta nhìn thấy này, nó gần như là nó giao tàn với nhau rồi. Mà trái mít ruột đỏ là bà con chúng ta có thể thấy, hình dung bà con có thể nhìn thấy này, trái nó sẽ mọc và lớn trái là nằm ở đâu? Nó nằm đa số ở trên cái cành cái. Đây, bà con thấy này, đa số nó nằm trên cành cái, bà con thấy rõ hang. Thế nên đó là chúng ta trồng một cái khoảng cách rộng để làm gì? Để cái tán chúng ta nó xè rộng ra bên ngoài. Nó rộng ra bên ngoài thì trái chúng ta nó sẽ đạt được cái năng suất. Còn ví dụ như cái trái chúng ta mà nó nằm sát ở trong thân thì trái chúng ta nó thứ nhất á là nó lâu lớn, nó không có ký. Nên bà con chúng ta lưu ý ở những cái điểm đấy, để cho bà con chúng ta có một cái mường tượng là trước khi mà chúng ta trồng thì chúng ta sẽ có định hình cái khoảng cách bao nhiêu. Vậy cái clip này á, cái clip này là 6m, cái clip này là 6m nha bà con nha, cái clip này là 6m. Chờ em chút xíu, em lui lại. Cái clip này là 6m đó, thì từ ở cái bờ mương này nha, anh bước vào bên trong này là 1m. Cái cây bên kia cũng y chang vậy. Và cái mương này á, là tùy theo cái đất của bà con chúng ta, thì cái mương này trung bình nhiều bà con chúng ta là làm nó khoảng 3m rưỡi, tùy theo cái đất mà mình lấy đất lên. Nhưng cái mặt clip bà con chúng ta ít nhất là nó phải 6m nếu bà con trồng 2 hàng, nếu bà con trồng 2 hàng đấy. Và thêm nữa, bà con chúng ta có cái cách mà trồng mình ăn gian là xỉa tiền nữa. Xỉa tiền là sao thì bà con cũng định hình ha. Đây em quay lại chỗ đây cho bà con chúng ta thấy cái xỉa tiền này. Đây, đây. Nó sẽ tạo thành một cái tam giác. Thường thường á, thì bà con trồng cái cây này nó đối xứng qua cái chỗ này, đối xứng vô chỗ cây mai này. Nhưng không, chỗ vườn này sẽ trồng vậy. Có nghĩa là hai cái cây này, cái cây này và cái cây kia và cái cây này là nó xỉa tiền. Nó chéo qua. Đó, thí dụ từ dưới kia bà con trồng thêm một hàng lên đây, nhưng mà ở trên này bà con trồng xích qua một chút xíu, xích lên một chút xíu để chúng ta vậy chéo qua chéo lại, nó không có đụng cái tàn với nhau. Nếu như mà cái cây này á, bà con trồng ngay chỗ cái lỗ này, cây này bà con trồng ngay lỗ này thì hai cây này nó sẽ đụng tàn với nhau. Người ta nói trồng cây thì không có đụng cành, mà nuôi cá thì không có để đụng đuôi, thì cây chúng ta mới có ánh sáng được, nó lớn cây và nó bung tàn. Đấy, bà con chúng ta cũng lưu ý một số cái vấn đề em làm cái video này. Tất nhiên là video này nó không phải là một cái chủ đề mới,
Nhưng mới đối với bà con chưa biết, còn đối với anh chị em biết rồi, có thể để thêm những cái ý kiến, để thêm những cái bình luận, để góp ý thêm cho nhà vườn cũng như là các anh em kỹ thuật mà hỗ trợ cho bà con. Và đơn giản vậy thôi, và cái cách mà chúng ta trồng cái khoảng cách bao nhiêu, để bà con chúng ta nhớ nghe bà con nha. Còn cái vườn này thì làm bông, làm trái, kết quả ngày hôm nay thì bà con chúng ta cũng có thể thấy hình dung một cái video nhỏ nhỏ chia sẻ với bà con. Mình mong muốn rằng là bà con chúng ta với các anh em công ty Willow Farm, với các anh em kỹ thuật cùng nhau hướng tới một cái tương lai tốt đẹp. Đấy, bà con chúng ta thấy giao tán hết, giao tán hết này vậy á. Nhưng mà con này, cái mương bên kia, mương mình cái mương á, vừa hai cái clip á, nó có một cái khoảng cách rất là rõ ràng này, hình dung rồi hả bà con ha, hình dung rồi. Cái gì nữa bà con? Rồi, chúc cho bà con chúng ta luôn luôn sức khỏe và luôn luôn bình an. Chúc cho bà con chúng ta mạnh khỏe. Đây, lá này, dàn lá này bà con chúng ta, em quay xa xa cho bà con chúng ta xem. Cái dàn lá, lá đụng với nhau. Lá nó đụng với nhau hết trơn rồi. Nó đụng với nhau, nó giao tán với nhau hết trơn rồi. Nó giao tán hết rồi. Đấy bà con. Còn trái. Đấy, nghe bà con ha. Lá nó đụng hết với nhau rồi. Thế nên là chúng ta trồng một cái khoảng cách là nó phù hợp và hợp lý. Và xin giới thiệu với bà con, đây là anh Đức Nghi. Cự từ rối luôn đó bà con. Này, trái này. Bà con chúng ta này. Trái này. Đấy, giáp tàn hết trơn rồi bà con. Giáp tàn hết rồi. Ok. Này bà con. Này bà con chúng ta có thể xem ha. Này, em bước ra ngoài đây nó có cái cầu khỉ. Trái bà con, khoảng cách trồng bên kia cũng trái quá trời quá đất đâu mà con, trái phía xa đó. Nhưng em bước qua đây một chút xíu này. Trời ơi, nó đừng có té với mương nha máy huynh. Úi chà chà. Rồi bà con chúng ta thấy này, này cái đường mương ha. Cái kia là cái nhà của ảnh. Rồi trái cũng khá là nhiều. Đà, mệt thở, nói nãy giờ mệt thở hổn luôn. Ý chà, chút xíu nữa lọt. Dưới này nuôi cá ngon nha bà con. Rồi nước thì chúng ta tưới là chúng ta lấy nước ra nước vô, nước tưới nha bà con nha. Rồi đi vào bà con, đi vào thôi, đi vào thôi bà con. Ok, quá là đẹp, quá là chuẩn luôn. Rồi một cái video nhỏ nhỏ chia sẻ với bà con, để giờ đi gấp tế luôn bà con. Bye bye bà con nghe, bye bye bà con. Thì nói cái vườn của mình ha, mà tới tháng 5 ông làm trái bán tháng 7 ha. Thì nó một trái là phải chẳng ông nó trúc. Cái cây mình có thành cục rồi. Dạ. Mình để. Nó già cái cây rồi đó. Nó già cái cây rồi, cho đó là ông thoải mái ông bà đó. Giờ nó ngã, để nó ngã luôn chứ giờ sao? Giờ không, anh bứng, anh đưa lên nó chết cây liền. Bây giờ anh để cho cái đọt nó thẳng lên luôn. Tính kéo hơi gì cái mình giặt cái mấy cái nhánh dính này nè. Như bên kia. Cái